Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phương Thiệu Phong trầm cảm nặng, mẹ ruột xuống nước thuyết phục con dâu cũ quay lại, Triều Lệ Dĩnh đáp trả. Truyền thông mới đây có bài viết liên quan đến mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Triều Lệ Dĩnh sau ly hôn gây chú ý. Theo bài viết cho biết, gần đây Phùng Thiệu Phong bị trầm cảm, mẹ anh thấy vậy thì rất thương và lo lắng cho con trai. Vì vậy, bà đã chủ động liên lạc với Triều Lệ Dĩnh và bày tỏ mong muốn cô quay lại hàn gắn với Phùng Thiệu Phong để cháu nội được ở cùng bố và mẹ. Trên thực tế, mối quan hệ của cả hai ngay từ đầu đã không được công chúng ưu ái. Phùng Thiệu Phong trong mắt mọi người là một tay chơi, hoàn toàn không phải là người đàn ông phù hợp với Triều Lệ Dĩnh, nhưng họ vẫn là vợ chồng. Triều Lệ Dĩnh cũng sẵn sàng làm yêu hiền vợ tốt, cô cũng sinh ra con trai cho tài tử họ Phùng. Tuy nhiên, mối tình không kéo dài được lâu và họ đã chia tay. Cả hai đồng loạt tuyên bố ly hôn trên Weibo cá nhân, khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Dù không mấy lạc quan về mối quan hệ này, nhưng việc ly hôn vội vàng như vậy chắc chắn sẽ khiến cư dân mạng cảm thấy nuối tiếc. Sau khi ly hôn, Triều Lệ Dĩnh lập tức chuyên tâm vào công việc, sự nghiệp của cô liên tục thăng hoa. Hiện cô đã trở thành ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí. Bất cứ khi nào cô ấy rảnh, cô ấy sẽ đến nhà chồng cũ để thăm con trai, lần nào đi cũng mang nhiều quà cho quý tử. Nhưng sau khi ly hôn với Triều Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ thoát ra khỏi mối quan hệ này, anh luôn chán nản và hiếm khi đóng phim. Theo những người thân cận, Phùng Thiệu Phong bị trầm cảm suốt thời gian dài và tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Mẹ Phùng Thiệu Phong luôn ở bên và động viên con trai. Thấy con trai suốt ngày cau có, mẹ Phùng Thiệu Phong đã xuống nước khuyên con dâu cũ, Triều Lệ Dĩnh quay lại tái hợp. Bà còn hứa rằng nếu Triều Lệ Dĩnh tái hợp với Phùng Thiệu Phong, bà sẽ mua một căn nhà ở Thượng Hải và chuyển bố mẹ Triều Lệ Dĩnh ở quê lên sống ở đó. Có vẻ như mẹ Phùng Thiệu Phong đã thay đổi thái độ, thực sự muốn họ quay lại với nhau. Nhưng thái độ của Triều Lệ Dĩnh lại rất lạnh lùng. Cô nói rằng bản thân đã chăm chỉ làm việc kiếm tiền và đã mua một căn nhà ở Thượng Hải. Cô cũng từ chối yêu cầu của mẹ chồng cũ về việc tái hợp. Có vẻ như Phùng Thiệu Phong thực sự đã làm tổn thương Triều Lệ Dĩnh rất nhiều. Hiện giờ Triều Lệ Dĩnh đã có thực lực và cô ấy không cần dựa vào Phùng Thiệu Phong như trước. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.